Kính thưa các quý vị đại biểu, vì là cái báo cáo, cái cuộc hội thảo chương trình đào tạo này hôm nay của chúng ta thì đa phần là người Việt, và tôi cũng đã chuẩn bị cái báo cáo bằng tiếng Anh rồi, cho nên là để thuận lợi cho cái quá trình trình bày cũng như là cái trao đổi giữa chúng ta với nhau thì tôi xin được trình bày bằng tiếng Việt. Thì quý thưa quý vị, thì như chúng ta đã biết là ô nhiễm không khí ngày nay là thách thức toàn cầu. Tại Việt Nam thì ô nhiễm không khí tại nhiều địa phương trên toàn quốc đều có chiều hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ, và đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Vì chất lượng không khí của tại thành phố Việt Nam ở nhóm rất là thấp, và theo đánh giá của WHO ấy thì chất lượng không khí của Việt Nam thuộc nhóm là từ năm 2008 đến năm 2017 thì chúng ta thuộc nằm trong cái danh sách là 500 cái thành phố mà có cái nồng độ PM2,5 là cái và mức trung bình cao nhất, và cụ thể ở đây là nằm ở cái ngưỡng là cái xếp thứ hạng là 214 trên thế giới. Và đây là PM2,5 là một cái hạt cứng, hạt bụi mịn cứng mà có khả năng thâm nhập rất là lớn vào trong phổi, cho nên là gây ra một cái tác hại vô cùng to lớn. Và với cái chất lượng không khí như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe con người dân nghiêm trọng, và chúng ta cần phải có những cái đặc biệt quan tâm xử lý về vấn đề ô nhiễm môi trường không khí. Về phát thải khí nhà kính ấy, thì theo báo cáo của GIZ cũng như là World Bank thì vào cái báo cáo này năm 2019, thì theo báo cáo đó thì đã nhận định rằng theo cái kịch bản thông thường thì phát thải khí nhà kính CO2 trong lĩnh vực giao thông vận tải sẽ tăng lên từ 33,2 triệu tấn cho đến 89,1 triệu tấn vào năm 2030, và đặc biệt trong đó thì cái hoạt động giao thông đường bộ thì nó chiếm từ 26,4 triệu tấn vào năm 2014 và sẽ lên đến là 71 triệu tấn vào năm 2030. Và để giảm cái phát thải chất ô nhiễm không khí cũng như khí nhà kính thì do hoạt động giao thông vận tải, và đặc biệt là giao thông vận tải đường bộ gây ra đối với các đô thị lớn ấy, thì cái giải pháp kiểm soát cần được quan tâm và triển khai, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến ba cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất đó là nâng cao cái mức tiêu chuẩn ô nhiễm không khí và khí nhà kính, mức tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện xe cơ giới, và thứ hai nữa là giải pháp nâng cao cái hiệu quả sử dụng năng lượng của phương tiện, qua đó thì cũng như là phát triển cái giao thông công cộng đường bộ và thu hút được nhiều người tham gia. Trong cái phạm vi của cái báo cáo này thì tác giả cũng muốn đề cập đến một cái giải pháp là nhằm thu hút người dân tham gia nhiều hơn trong cái sử dụng phương tiện giao thông công cộng đối với đường bộ, và cụ thể là thành phố Hà Nội. Thì thưa các quý vị đại biểu, trong rất nhiều công trình nghiên cứu về thói quen tham gia giao thông, rồi về khoảng cách di chuyển trung bình của từng loại phương tiện, hay là về nhu cầu của người dân, thì cũng đã khẳng định là muốn giảm phương tiện cá nhân và phát triển cái phương tiện giao thông công cộng ấy, và thì sẽ cần phải tạo thuận lợi tối đa để người dân có thể tiếp cận cái phương tiện giao thông công cộng một cách dễ dàng. Và cái khoảng cách mà khuyến cáo cái di chuyển của người dân khi tiếp cận cái phương tiện công cộng thì không nên vượt quá là 500 mét như là chúng ta quan sát ở trên slide. Thưa quý vị, thì với cái tình hình hiện tại về cái ngành vận tải hành khách giao thông công cộng ở Hà Nội thì với cái tỷ trọng rất là thấp như trên cái slide chúng ta được trình bày, thì trong cái tỷ phần của cái phương tiện giao thông công cộng chỉ có 17,03%, và trong đó thì đối với phương tiện giao thông công cộng bằng xe buýt thì chỉ có 8,7%. Như vậy thì chúng ta thấy là cái thị phần về phương tiện giao thông vận tải hành khách công cộng của Hà Nội thì rất là thấp. Và chính vì vậy, theo cái kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, mà theo cái kế hoạch 201 của thành phố Hà Nội, thì dự kiến là cái tỷ lệ đảm nhận
vận tải hành khách công cộng vào năm 2020, vào năm 2021 cho đến 2021 đến năm 2030. Và trong đó thì như trên slide trình bày ấy, thì ở đây chúng ta nhìn thấy là đối với đường sắt đô thị và đối với vận tải bằng xe buýt thì dự kiến đến năm 2025 thì là sẽ đối với đường sắt đô thị thì từ 3 đến 4,5%, và tỷ thị phần của vận tải buýt thì bằng 16 đến 18%, và tương ứng như vậy là đến năm 2030 thì đường sắt là từ 8 đến 10% và xe buýt là 25% với thị phần. Và như vậy thì để thực hiện được cái mục tiêu trên ấy, thì trong cái kế hoạch 201 này cũng đã đề cập đến rất là nhiều giải pháp. Thì như chúng ta thấy là cho đến nay thì cái thị phần của đường của vận tải hành khách công cộng mới chỉ có 17,3% thôi. Cho nên là để mà thực hiện được cái mục tiêu này thì sẽ phải có rất là nhiều giải pháp, trong đó là phải có những giải pháp đầu tư về phát triển cơ sở hạ tầng, đường xá, bến bãi, thì nhà chờ, điểm đỗ, vân vân, cũng như là đầu tư phát triển cái đội ngũ phương tiện chất lượng giao thông về phương tiện công cộng. Tuy nhiên ấy, thì trong cái định hướng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thể hiện ở cái kế hoạch 201 thì đã thể hiện đặc biệt ở trong các cái điều như là cái khoản E, cái phần 3.2 về thể hiện về cái nguyên tắc về vận tải hành khách công cộng thì đã chỉ ra là cần phải phát triển các cái phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng nhỏ và kết nối với cái phương tiện hành khách công cộng và phương tiện cá nhân. Cũng như thế thì là cái tại cái mục 3, khoản B mục 3 về phát triển cái lộ trình phát triển phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội thì cũng đã nêu rất là rõ ở đây là sẽ phát triển một cách phù hợp, hợp lý cái phương tiện bằng xe đạp công cộng để kết nối các cái nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng như là xe buýt hay là BRT hoặc là đường sắt đô thị. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái giải pháp liên quan đến việc là chuẩn bị cho các cái điểm đỗ đối với xe công cộng, đối với xe hai bánh hoặc là cái điểm thu gom phương tiện hai bánh. Và như vậy thì cái ý tưởng về sử dụng xe hai bánh kết nối tại Hà Nội là Hà Nội E-Mobility for Last Mile Connectivity ấy, ở Hà Nội mà do Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đề xuất là rất là phù hợp. Bởi vậy cho nên đến cái tháng 2 năm 2019 thì đoàn làm việc của phía Việt Nam do Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Ngô Mạnh Tuấn đã dẫn đầu và đã sang tham dự cái hội thảo, cái hội nghị như lúc nãy ngài Oliver vừa nêu, cái hội nghị về tích hợp các giải pháp di chuyển bằng xe điện tại đô thị mới trong bối cảnh thỏa thuận Paris, các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình nghị sự mới. Thì đây là một cái đề xuất mà rất là phù hợp, và cái đề xuất này, cái hợp phần đề xuất này ở Việt Nam được gọi là cái kết nối đầu cuối bằng phương tiện hai bánh cho cái phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội. Cái mục tiêu của cái dự án này là nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thật tốt đối với phương tiện giao thông công cộng và hình thành cái thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, và góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm bằng cái cách là sử dụng phương tiện xe hai bánh, có thể là xe đạp điện hoặc là xe mô tô điện để kết nối các cái phương tiện giao thông công cộng đối với người dân. Và chúng tôi đối với dự án này thì chúng tôi dự kiến sẽ triển khai trong 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là thử nghiệm trên một tuyến đường thôi, trên cái cơ sở thử nghiệm, cái kết quả thử nghiệm này trong vòng 1 năm về cái nội dung này thì sẽ rút kinh nghiệm và sẽ khảo sát và tìm cách để mở rộng cái thử nghiệm ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Ở hai giai đoạn này thì giai đoạn 1 là chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm mà không thu phí, nhưng còn giai đoạn 2 thì sẽ cùng với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu một cái hình thức thu phí nào đó cho nó phù hợp, đề xuất với thành phố để có một cái hình thức thu phí. Và đến kết thúc giai đoạn 2 để chuyển sang giai đoạn 3 thì sẽ xây dựng các cái mô hình kinh doanh, bởi vì là sẽ có rất là nhiều phương thức để kết nối giao thông công cộng giữa người dân
với các phương tiện giao thông công cộng, chúng tôi sẽ đề xuất các cái mô hình kinh doanh để chuyển giao cho các doanh nghiệp triển khai thì phát triển rộng rãi ở thủ đô Hà Nội. Để thực hiện cái dự án ở giai đoạn 1 ấy, thì chúng tôi cũng đã triển khai nhiều cuộc khảo sát ở các vị trí khác nhau, như là từ bến xe cho đến các khu đô thị mới, từ làng sinh viên, khu ký túc xá sinh viên cho đến các cái điểm trung chuyển, hay là từ các cái khu như là bến xe cho đến là khu bệnh viện. Rồi đặc biệt là chúng tôi cũng đã triển khai chúng tôi đã triển khai khảo sát ở một số nơi, trong đó thì có cái khảo sát ở cái điểm đỗ của bến điểm đỗ của xe BRT tại cái điểm Văn Khê và cái khu siêu thị Yêu Mon Hà Đông. Cuối cùng thì chúng tôi đã chọn cái địa điểm khảo sát, đó là cái địa điểm khảo sát ở giữa điểm đỗ xe BRT Văn Khê và Yêu Mon Hà Đông. Sau khi khảo sát thì chúng tôi đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải, và sau nhiều lần báo cáo với Sở Giao thông Vận tải cũng như là làm việc báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì cuối cùng chúng tôi cũng đã được nhận được cái sự chấp nhận của chính quyền thành phố cho phép triển khai để thực hiện cái dự án thử nghiệm này. Có thể nói rằng là cần lưu ý rằng là cái dự án này là một cái dự án thử nghiệm kết nối đầu cuối đầu tiên ấy, cái kết nối đầu tiên ở Hà Nội mình, cho nên là các thủ tục đều rất còn mới và cũng nhiều nơi cũng chưa thể hình dung ra cái hệ hiệu quả cũng như cái các cái hoạt động mà nó có thể tác động, cho nên là cái thời gian triển khai nó trải qua rất là nhiều công đoạn và mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho các thủ tục rồi cái cách giải thích với các bên liên quan để mới có được cái sự chấp thuận. Và cái trên cái slide này thì các quý vị nhìn thấy chúng tôi trình bày một số các thông số chính của dự án thử nghiệm, gồm có là hai cái đầu kết nối tạm gọi là điểm điểm A là điểm đầu, là điểm BRT Văn Khê, và điểm B điểm cuối gọi là điểm tại khu Yêu Môn Hà Đông. Cái hai khoảng cách của giữa hai điểm này là 2 km, và hành khách thì thường là đi tới Yêu Môn Hà Đông bằng bằng cái phương tiện là xe buýt BRT và sẽ xuống ở cái trạm Văn Khê. Thì cũng xin thưa là ngay tại trạm BRT Văn Khê này thì cũng còn một trạm nữa của xe buýt thường, và như vậy thì cái lượng khách chúng tôi hướng tới đó là cái khách mà xuống các cái trạm mà xe buýt ở quanh cái khu vực Văn Khê này để họ có thể xuống xe buýt và họ có thể mượn xe hai bánh của chúng tôi để di chuyển vào Yêu Mon và ngược lại. Thế thì cái số lượng mà sản phẩm mà đầu tiên mà chúng tôi cái dự kiến đầu tiên một số các cái trang thiết bị để phục vụ cho cái dự án này thì chúng tôi đã chuẩn bị với cái kế hoạch là mua sắm 50 cái xe điện của VinFast và 10 cái xe đạp điện của PUQ, là một cái công ty mà hợp tác với nhà trường thực hiện cái dự án này. Cái thời gian mà thực hiện thì chúng tôi dự kiến là từ 7 giờ cho đến 9 giờ, 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Cái khoảng thời gian này thì qua cái khảo sát cái tỷ lệ cái khối lượng vận chuyển hành khách cái giai đoạn mà không có dịch ấy, thì chúng tôi cũng kỳ vọng là với cái số lượng là 50 chiếc xe máy điện và 10 cái xe đạp điện có thể là tạm thời trước mắt để phục vụ đủ cái nhu cầu, đáp ứng một phần cái nhu cầu cho cái khối lượng khách mà đến Yêu Mon thông qua cái hệ thống tuyến xe buýt này. Trong cái quá trình quản lý thì chúng tôi dự kiến là sẽ quản lý sử dụng nhân lực tại điểm đầu và điểm cuối để bố trí hỗ trợ cho hành khách mượn và trả xe, đồng thời với cái việc là công ty QAQ Việt Nam cũng đã phối hợp với trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và đang phát triển. Hiện nay chúng tôi đang triển khai thử nghiệm cái phần mềm này trên phương tiện để theo dõi cái quá trình hoạt động của phương tiện trong quá trình mượn thử. Như tôi cũng đã trình bày
Thì dự án của chúng tôi sẽ triển khai trải qua ba giai đoạn, và cái giai đoạn các cái giai đoạn này để muốn thành công được ấy, thì thưa quý vị là chúng ta phải có cái sự đồng hành của rất nhiều các bên liên quan. Và cụ thể ở đây tôi từ thành phố Hà Nội thì cụ thể là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, rồi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội là cái cơ quan thường trực mà được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho chủ trì và hợp tác cũng như chỉ đạo Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải để triển khai cái dự án này. Và cái thứ hai nữa đó là các cái đơn vị khác liên quan, ví dụ như là Sở Điện, Điện lực Hà Nội thì hỗ trợ cho cái việc là cấp điện để sạc điện cho phương tiện, rồi Sở Quy hoạch là hỗ trợ để mà xây cho phép làm lán tại các cái điểm nhà chờ, rồi là Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông thì cũng phải tạo điều kiện để cho việc triển khai ở đó, cũng như là xây dựng trại, và đặc biệt là đối với công an thì cũng phối hợp để tạo cái an ninh cho khu vực. Và tất cả các cái dự án tương tự như thế này nếu diễn ra triển khai ở trên phạm vi toàn thủ đô Hà Nội thì chắc chắn là đều phải trải qua những cái thuận cái làm việc với các cái đơn vị tương tự như tôi vừa trình bày. Và nếu như một cái dự án thử nghiệm của chúng tôi mà thành công thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất trở thành một cái gần như là một cái quy định. Thì với nếu mà thành công mà trở thành quy định thì việc triển khai các cái dự án này, các cái dự án kiểu kết nối đầu cuối như thế này tạo thuận lợi cho người dân đi tham gia sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm cái phương tiện giao thông cá nhân là một cái là một cái sự thuận lợi trong tương lai. Và bên cạnh cái việc mà sự ủng hộ của các cơ quan chính quyền địa phương, các cái đơn vị liên quan thì một cái sự ủng hộ của các doanh nghiệp cũng rất cần thiết. Như tôi cũng vừa trình bày là ở cái giai đoạn 3 của dự án thì là sẽ là cái giai đoạn mà chuyển giao cái mô hình kinh doanh cho các đơn vị có cho các doanh nghiệp. Thì ngay từ đầu tiên nếu như các cái doanh nghiệp mà tham gia vào thì họ sẽ hiểu hơn về các cái quá trình, các cái hoạt động và cái ý nghĩa của cái việc triển khai cái hoạt động về kết nối đầu cuối như thế này, sẽ cùng nhau để chung tay để có thể là chia sẻ về cơ sở vật chất, rồi phối hợp để tuyên truyền, rồi chia sẻ với nhau những cái nền tảng về thông tin vân vân. Qua đó thì sẽ triển khai các dự án một cách có hiệu quả về cái khía cạnh này, đáp ứng được cái yêu cầu trước mắt là cái kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cái kế hoạch 201 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển giao thông công cộng, cũng như là về góp phần để giảm phát thải khí nhà kính, phát thải các khí độc hại cho môi trường tại các cái thành phố lớn như Hà Nội của chúng ta. Thì trên đây là một số các cái thông tin liên quan đến cái dự án của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải được thực hiện rồi, được sự hỗ trợ của Solution. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe.